Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam, đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Daniel Wellington, một thương hiệu đồng hồ thời trang rất nổi tiếng đến từ nước Thụy Điển. Size của đồng hồ là 36.5, chưa tính núm, tính cả núm là size 38. Đồng hồ này sử dụng pin. Ngoại hình của đồng hồ này đẹp xuất sắc tầm 90-95%. Điều đầu tiên mà mình nhìn vào cái đồng hồ Daniel Wellington này á, thì mình sẽ thấy nó rất là đẹp. Thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Mẫu đồng hồ này được rất là nhiều người ưa chuộng, từ sinh viên cho tới trung niên hay là người lớn tuổi đều đeo cái mẫu đồng hồ này phù hợp, nhìn rất là trẻ trung và sang trọng. Mẫu đồng hồ này có một cái style rất là riêng, nhìn vào là biết thiết kế của thương hiệu DW ngay. Đồng hồ này thiết kế rất là mỏng nên mình đeo lên tay rất là thoải mái. Thiết kế mặt kính tràn viền nên size 36.5 mình nhìn vào rất là to, giống như là size 40. Cọc số của đồng hồ, kim của đồng hồ và giỏ của đồng hồ á, là một cái màu vàng gold rất là sang trọng và đẹp mắt. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng, vui lòng liên hệ 0931008099. Các bác vui lòng cọc giúp em 300.000 hoặc chuyển đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Đồng hồ thương hiệu DW hiện bên cửa hàng em đang có 3 cái. Đầu tiên là đồng hồ có dây da màu đen, kim, cọc số và giỏ của đồng hồ màu vàng gold. Tiếp theo là đồng hồ dây dù chính hãng của thương hiệu DW, kim, cọc số và giỏ của đồng hồ màu vàng gold. Và cuối cùng là đồng hồ có dây da màu đen nhưng mà kim, cọc số và giỏ của đồng hồ màu trắng bằng thép không rỉ, khóa zin theo đồng hồ. Đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu DW, sử dụng bộ máy Miyota của Nhật, bộ máy vàng chất lượng rất là bền cho các bác sử dụng. Và đây là mặt đáy của cả ba cái đồng hồ nè, đầy đủ thông tin và số seri của đồng hồ, thiết kế rất là mỏng, rất là đẹp. Đeo cái đồng hồ này không bao giờ lo lỗi mốt.